rồi cái cái phần đăng nhập của mình đã xử lý xong ha thì mình đã khắc phục được cái lỗi là sql injection rồi. Thì hôm nay giới thiệu cho các bạn một tí xíu gọi là đăng à, phân quyền thôi chứ cần thực ra cũng chưa có đúng ý nghĩa về mặt phân quyền. thì à, hôm trước mình đã để là cái màn hình login là màn hình xuất hiện đầu tiên thì hôm nay tôi sẽ để cho nó trở lại cái màn hình à, tôi muốn chương trình này ai cũng sử dụng được do đó à, do đó tôi để cái màn hình men sẽ à, chạy đầu tiên nha cái màn hình chính của mình nó sẽ chạy đầu tiên ở chỗ này rồi ok tức là đây chương trình chạy lên là màn hình chính mình có sẽ chạy chạy lên đầu tiên à, chuyện thứ hai nữa thì nếu mà chưa đăng nhập thì cái chức năng ví dụ chức năng nào mà liên quan tới cơ sở dữ liệu ví dụ như là quản lý khách hàng ha hoặc là chưa đăng nhập mà nút đăng xuất này bị, bị ẩn đi là bị disable đi vậy thì à, đầu tiên ở trong cái màn hình men à cái màn hình men đâu rồi ạ à? Tôi quay trở lại cái màn hình main ha. Tôi sẽ làm một cái hàm. Dạ. Yeah. Double click lên ha. Tôi sẽ gọi một cái hàm gọi là phân quyền đi cho nó dễ ha các bạn ha. Dạ. Yeah. Phân quyền đi cho nó dễ. Rồi. Yeah. Tôi generate ra. Thì phân quyền này nghĩa là làm gì? Và ý đồ cái hàm phân quyền này tôi muốn ở chỗ khác nó vẫn gọi được. Do đó tôi sẽ để kiểu public ha. Thì phân quyền này thì tôi sẽ định nghĩa. Ở mức độ đơn giản thì tôi sẽ định nghĩa ra. À, ai biết được bạn đã đăng nhập hay chưa tôi sẽ định nghĩa ra cái property, à, ví dụ Bull, à, đã đăng nhập ha dạng là get uh, set luôn ha property mà rồi và default của tôi là là phone tức là chưa nha default của tôi là chưa đăng nhập rồi tôi đang ở cái cái phòng chính ha à, chuyện thứ hai mình cũng rất là nhiều chuyện do đó uh, tôi sẽ uh, xuất hiện ra cái uh, họ tên nhân viên ha họ tên nhân viên rồi họ tên nhân viên đã đăng nhập ha rồi tôi cũng ghép xét luôn như cho nó dễ cho người ta dễ làm rồi vậy thì phân quyền ý của tôi như sau nếu mà chưa đăng nhập thì cái nút cái màn hình mà à, quản lý khách hàng à, cái menu là quản lý khách hàng của tôi sẽ disable đi và đồng thời cũng vậy cái menu là à, đăng xuất ha của tôi sẽ chứ chưa đăng nhập và đăng xuất cái gì ha thì tôi cũng cho disable đi mnu À, đăng xuất ha. Rồi. Ok, đó là cái cái thành phần của mình. À, tương tự cái cái menu đăng nhập của mình mình sẽ nối vô ha, mình sẽ nối vô à à đăng nhập rồi. Ok. Thì ý đồ của tôi, tôi phân quyền có nghĩa là tùy thuộc vào cái giá trị cái menu quản lý khách hàng.enable đi ha, à, sẽ bằng là đã đăng nhập rồi thì tôi mới mới cho quyền. Còn nếu mà chưa đăng nhập tôi không cho quyền ha rồi ví dụ như là cái menu đăng xuất ở đây chỉ làm cái đơn giản các bạn ha chấm enable của tôi đã đăng nhập rồi thì cái menu đăng xuất mới bấm được ha và ngược lại cái menu đăng nhập sẽ bằng ngược lại ha à, menu đăng nhập sẽ là bằng ngược của cái chuyện là đã đăng nhập tức là chưa đăng nhập thì cái menu đăng nhập hiển thị ra còn nếu đăng nhập rồi thì cái menu uh, đăng nhập của mình nó sẽ uh, sẽ disable ha rồi được chưa nè À, được ha thì tôi các bạn sẽ có một cái phần như vậy à, tương tự tương tự tôi cũng muốn như sau tôi làm nhiều chuyện thêm à tôi sẽ để ở trên cái thanh status ba tôi sẽ bấm vô một tí xíu đi nha. và à, tôi sẽ gắn cái chữ là xin chào đi ha nếu mà đăng nhập rồi thì cái chỗ này sẽ xuất hiện chào ai đó nha ý đồ của tôi như vậy tôi cũng đặt cho nó cái tên lb họ tên nhân viên rồi đó thì có thể tôi làm ở trong này luôn l bên l họ tên nhân viên của tôi ha à, chấm chấm test tức là cái nội dung à, nếu mà đã đăng nhập rồi thì tôi sẽ hiển thị cái chữ là à, xin chào à, nhân viên có tên gì đó ha thì tôi có cái biến là họ tên nhân viên hồi nãy mình có 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 gắn khai báo ở trên rồi còn ngược lại còn ngược lại thì tôi sẽ hiển thị là à, chưa đăng nhập đi ha rồi chưa đăng nhập để cho nó dễ ha. Rồi. Tức là nếu mà chưa đăng nhập thì tôi ghi là chưa đăng nhập. Rồi. Còn nếu mà đăng nhập rồi thì tôi sẽ hiển thị uh, xin chào họ tên nhân viên ha. Rồi. Ok. Rồi thì đây mình sẽ chạy thử một tí xíu. Cái màn hình chính của mình cái form này lên nè, các bạn thấy là nó ghi ra chữ chưa đăng nhập và các bạn thấy là quản lý khách hàng bấm vô không có được bởi vì disable rồi. Hệ thống đăng xuất cũng chưa được bởi vì chưa đăng nhập và rồi đăng xuất cái gì. ha rồi, ok. Chuyện tiếp theo, mình sẽ viết code cho cái sự kiện đăng nhập thì cũng như cũ các bạn ha. Thì mình sẽ gọi cái form và cái form um, new mới một cái FRM login ha. FRM login à F.eparent bằng tôi đúng rồi, F.so là xong. Rồi. Một chuyện khi mà đăng nhập xong thì tôi muốn effect lại từ cái form login tôi muốn thay đổi cái giá trị cái biến đã đăng nhập họ tên à, cũng như là à, gọi cái hàm phân quyền ha mấy cái này để bóp lý hết rồi thì tôi sẽ truyền vô trong cái form đăng nhập này à, chính là cái form list ở đây chính là cái form à, cái form main ha thì các bạn chú ý à, cái form main ha vậy thì tôi f12 vô trong cái hàm này tôi chỉnh sửa lại frm main của tôi bằng f main đi ha rồi ok uh -huh. rồi thì các bạn tôi sẽ khai báo một cái cái biến ha. À, tôi sẽ khai báo một cái biến private chẳng hạn. À, tôi giữ cái form form chính ha. Ừ. À, form rồi tôi đặt cái tên như vậy ha. Thì cái form của tôi ở đây, cái form main của tôi ở đây. À, form của, tôi ở đây, à form của tôi bằng fmen ha. Đấy, để tôi giữ lại cái cái thông tin để tí xíu tôi sẽ làm cái chuyện là đăng nhập ha, tôi cập nhật lại. Được chưa nào? ở cái format của tôi trong cái hàm xử lý đăng nhập thì tôi ngoài cái chuyện như hôm trước mình gọi cái format mình chạy thì bây giờ tôi truyền vô cái gọi hàm tạo của cái form login truyền vô cái disk chính là cái cái format mình truyền qua luôn ha rồi quay trở lại cái hàm đăng nhập của mình cái form đăng nhập của mình hôm trước rồi thì tôi muốn lấy họ tên thì các bạn coi lại cái database của mình mình sẽ có cột họ cột tên ha thì tôi có thể tôi lấy lại thêm cột à, Uh, ví dụ tôi dùng hàm con kết họ khoảng trống um, tên s họ tên ha rồi rồi các bạn muốn lấy gì thêm đó các bạn lấy ha uh. ví dụ như lấy tên đăng nhập rồi muốn lấy cái sorry uh, muốn lấy mã đăng nhập ha uh, hay lấy thông tin gì khác hay tùy mỗi người ha uh. rồi thì cái, cái đó các bạn muốn lấy gì bạn lấy bạn xài thì bạn lấy ha hoặc là lấy mã nhân viên hay gì đó tùy tùy mỗi người mình làm rồi Vậy thì trường hợp đăng nhập thành công ngoài cái chuyện mà các bạn xô ra cái 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 màn hình thành công thì tôi sẽ gọi để cho nó cập nhật lại cái form à, hồi nãy tôi đặt cái tên là formen rồi cái formen của mình đây nè hồi nãy mình sẽ có tôi sẽ cập nhật lại cái biến đã đăng nhập là bằng chu họ tên nhân viên họ tên nhân viên của tôi cũng bằng bằng chu ha thì tôi sẽ cập nhật lại đây một tí xíu chấm đã đăng nhập của tôi bạn bằng bằng chu tự vì đang đã đăng nhập thành công rồi rồi à, họ tên nhân viên ừ. họ tên nhân viên của tôi sẽ là bạn à, họ tên nhân viên mà lấy gì đây ra nha à dòng số 0 à, và cái cột của tôi hồi nãy mình đã gắn cái tên cái cột là họ tên ha rồi à, chấm tu xuyên luôn rồi ok ừ. Rồi, thì đấy và sau đó tôi sẽ cho cái hàm phân quyền lại ha có cái cái formen của tôi à tôi gọi cái hàm phân quyền để thực hiện cái chuyện phân quyền ha rồi phân quyền xong rồi thì tôi sẽ uh, cho đóng lại cái form đóng lại cái form, form form login này ha thì tôi chỉnh sửa trong cái form login cho trường hợp đăng nhập thành công ha rồi tôi sẽ chạy thử cho các bạn xem cái uh, kịch bản chưa đăng nhập thì nó hiển thị ở dưới thanh status chưa đăng nhập ha. Cái menu quản lý khách hàng sẽ bấm không được, menu đăng xuất cũng bấm không được. Bây giờ tôi bấm đăng nhập ha. À, giả sử đăng nhập đúng đi. NT MK ha. À. Rồi. Rồi tôi bấm đăng nhập thành công ha. Đó, đăng nhập thành công thì các bạn thấy đây xin chào Nguyễn Thị Minh Khai ở ngay cái góc dưới status của tôi có ha. Và các bạn thấy là có cái nút đăng đăng nhập không có thể bấm được bởi vì đăng nhập rồi ha đăng xuất mình bấm được và quản lý khách hàng mình bấm được ha rồi ok vậy thì trường hợp tiếp theo tôi muốn bấm nút đăng thoát thì cái cái chữ xin chào nguyễn thị minh khai của mình là mình sẽ đổi thành là chưa đăng nhập ha và chuyện thứ hai cái menu đăng nhập hiển thị ra cho người ta đăng nhập menu đăng xuất người ta ẩn ha và thậm chí là cái quản lý khách hàng người ta cũng làm gì cũng cũng không cho bấm luôn ha và đương nhiên lỡ may xui xui cái cái form quản lý khách hàng này nó vẫn còn trên này thì mình nhớ đóng đi cái form này đi ha. Rồi, uh, làm như vậy như thế nào thì các bạn trở lại cái màn hình đang, uh, trở lại màn hình main ha. Rồi, trở lại màn hình main và chức năng đăng xuất, à, chức năng đăng xuất của màn hình main. Như nãy tôi có nói thì các bạn sẽ lấy là đã đăng nhập, mình sẽ gắn bằng, bằng phone, mình đang thoát mà. Rồi, ví dụ như là họ tên nhân viên của tôi, tôi gắn bằng rỗng ha à, tôi thực hiện phân quyền lại ha tôi thực hiện cái chuyện phân quyền lại để cho nó nó phân quyền cho nó đúng ha cho nó hiển thị cho nó đúng và đồng thời ha hủy bỏ các form ha hủy bỏ các form con đang à, uh, uh, các form con mà làm những nhiệm vụ cờ U, đờ cầm đăng nhập ha chứ giờ mình thoát rồi thì mình hủy nó đi ha rồi thì các bạn làm sao để làm thì các bạn sẽ for ra từng cái form con và form nằm trong MDI children ha, đây là nó trả về cái mảng. Rồi, trong cái mảng này thì tôi kiểm tra nếu mà cái form này là cái form FRM quản lý khách hàng ha. Rồi thì tôi sẽ cho cái form này chấm close ha. Cho form này tôi đóng cái form này đi. Rồi, đây là một số cái tình huống. Đây là một số cái tình huống ha. Rồi, tôi sẽ demo lại cho các bạn xem cái chuyện ha. Thì tương tự mình có nhiều form thì mình sẽ thêm cái điều kiện O gì cho chỗ này chẳng hạn. Rồi, tôi sẽ chạy. Uh, chưa đăng nhập ha. À, tôi đăng nhập. Nguyễn Thị Minh Khai. Uh, I love you. Ừ. Ok. Bấm nút đăng nhập một cái ha. Đăng nhập thành công. Tôi thử vô cái quản lý. Tôi có khách hàng nằm trên hình trên này. Ở dưới này có Nguyễn Thị Minh Khai rồi. Bây giờ tôi thoát ha đăng xuất một cái đó thì cái form đó nó cũng đóng luôn ha nó đóng cái form đó luôn chứ giờ mình chưa đăng nhập mà mình chưa đăng nhập mà giờ mình đã chỉnh sửa cái menu rồi thì mình cũng phải đóng luôn cái form mà đang à, đang thực hiện cái cờ ha rồi ok thì cái bài này nó cũng thực hiện cũng siêu đơn giản nếu các bạn có thời gian à, các bạn làm giúp dùm tôi thêm ừ mình sẽ phân quyền nữa các bạn à phân quyền như là à, quyền gì vân vân à Rồi, ví dụ tôi gợi ý ở trên cái bảng nhân viên của mình mình có thể mình chỉnh sửa thêm ha mình chỉnh sửa thêm ví dụ như tôi vô một design đi trên bản nhân viên tôi thêm vô một cái cột là uh, vai trò ha hay là vai trò đi ha à, vai trò của mình mình có thể dùng số mình có thể dùng dùng chữ ha thì tùy mỗi người thôi uh, vai trò của mình cái 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 quyền gì đó để mình mình check ha ví dụ dùng dùng số chẳng hạn ha ví dụ như tôi dùng kiểu in à rồi default của tôi là số uh, số, số số nhân viên bình thường default của tôi là số số không chẳng hạn tôi ví dụ vậy ha rồi tôi bấm save lại nha bấm save lại luôn rồi để bấm đóng lại luôn đóng lại luôn cho chắc ha vậy thì uh, các bạn uh, edit lên các bạn thấy rất là rõ của tôi là tôi có là nhân viên vai trò của tôi là số không hết ha đấy thì tôi có cái cột vai trò rồi ha rồi thì uh, bây giờ mình nhiều chuyện hơn, mình nhiều chuyện hơn các bạn, à, mình sẽ có thêm cái cột vai trò, nhân viên của tôi, tôi mới gắn thêm cái cột vai trò ở trong cái bảng, cái bảng mình có cột vai trò dạng số đi, à, thì mình nên tổ chức thêm ở trong chương trình đây là gợi ý thôi, à, mình nên tổ chức thêm một cái lớp để quản lý cái vai trò, chẳng hạn ví dụ class của tôi, à, tôi sẽ có cái vai trò, ha hay à, là các bạn sẽ tổ chức dạng enum cũng được nha à, các bạn có thể dạng là code file à, vai trò cũng được ha ở đây thì tùy mỗi người thôi à, ví dụ như tôi à, tôi khai báo một cái gọi là public ha. enum à, vai trò ha Rồi, vai trò của tôi ví dụ như số 0 của mình à, tức là người quản lý ha tức là à, nhân viên ha nhân viên bình thường à. nhân viên hành chính ha tức là bằng số 0 rồi à. nhân viên bán hàng à. bằng số 1 ha rồi à. nhân viên kho à. tức là để liên quan bán hàng hay bự hơn ha rồi nhân viên à. kế toán ha đó. tôi ví dụ vậy bằng số 3 rồi có là quản trị ha. À. Đó, là admin đó là số 4 là số chùm rồi đó rồi đây là một cái ví dụ về cái vai trò ha Thì mỗi cái các bạn sẽ làm cái bước là enum thêm cho nó cho nó đẹp thêm ha Rồi vậy thì bạn cũng có thể lấy được cái cột vai trò này ra Đây tôi có cái vai trò ha Vậy thì ở chỗ cái màn hình login của mình Tôi muốn lấy cái trở lại cái men Tôi muốn lưu chữ coi thử cái anh này có vai trò gì ha à, Ở trong này có vai trò gì thì các bạn có thể Mình có thể mình public cái cái cột là vai trò ha à, quyền gì à, ví dụ vậy ghép set luôn à, rồi nhiều quá thì các bạn nên quát nó lại thành một cái đối tượng ha à, ở đây thì trong cái phần về login của mình à, trong cái phần về login của mình tôi muốn lấy cái cột vai trò ra thì tôi sẽ phải à, vai trò ha rồi vậy thì vậy thì mình cũng gán luôn à, sau cái này xong rồi thì mình sẽ góm là formen ha chấm vai trò của tôi à có cái cột vai trò đâu rồi ạ à? à hồi nãy chưa có à, quay trở lại ở trong cái format của tôi à public vai trò à ha này quyền quên ở trong cái phần login của tôi có cái quyền gì à, có cái quyền gì ha thì tôi sẽ hiển thị lại bằng cái cột là ép kiểu về này, kiểu vai trò ha rồi vai trò của đứa nào thì tôi sẽ lấy cái giá trị về Uh, cột là vai trò ha rồi vậy thì mình sẽ có được cái cái nội dung ha mình sẽ có được cái nội dung uh, ở đây uh, tôi có thể tôi uh, ép kiểu nó lại ha rồi ok rồi mình có thể chạy thử ha thì nó có được cái vai trò lúc đó mình sẽ xử lý giờ mình thử uh, demo coi thử là nhân viên của mình nó có vai trò gì thì uh, ở đây tôi uh, chưa có ha tôi thêm vô một hai uh, bốn uh, một hai bốn đi ha rồi cái anh phạm văn hai phạm văn hai gì đây có bốn cái rồi đăng nhập chạy ha thì ở đây cái quyền của tôi sẽ là quản trị đó có cái chữ quản trị rồi vậy thì ở đây tùy thuộc ha tức là cái này nó hiển thị xong rồi thì mình sẽ phân quyền thêm chút xíu trở lại cái hàm men cái chỗ phân quyền của mình nè đó thì mình giờ xét uh, uh, cái quyền theo vai trò ha đó theo vai trò rồi vậy chưa đó thì à, các bạn sẽ à, kiểm sửa tôi ví dụ à, tôi gợi ý một chút xíu thôi ha cấu hình hệ thống là chỉ có quản trị mới làm à, mnu cấu hình hệ thống ha rồi à, ví dụ như ở cái form này à, mnu cấu hình hệ thống chấm enable khi mà thứ nhất là đã đăng nhập và và cái biến quyền của tôi phải bằng bằng cái vai trò chấm quản trị ha đó thì lúc đó các bạn mới mới cho enable lên ha thì các bạn sẽ chỉnh sửa cho thật kỹ các cái menu ha các menu đấy à, các cái menu liên quan để mình sẽ làm rồi thì hy vọng các bạn sẽ áp dụng vô cái phần về vai trò của mình ở đương nhiên ở đây là chỉ có phân quyền đơn giản ha thì các bạn sẽ làm cho cái bài uh, dự án của mình ha